mưa tổn thương tất cả mọi người Phật. Ngài là tự tiền tu đã an vị và hơi Phật quả. Kính tỉnh, tư lễ Đức Tăng Ni, tự tư lễ Phật Phật tử, tỉnh lễ Ngài và lời Ngài. Con đem hết lòng thành tín lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chân vệ chân biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bài cúng dường, nguyện ông ăn tâm đạo, họ trẻ viên giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát,
sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Upasaka, ngày Bồ Tát của chư tăng cũng như của chư thiền nam tín nữ. Mình cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo tu giới tu định tu nguyện trên con đường giải thoát. Sư cúng dường cao thượng thường vật khí, pháp khí cao thượng hơn, pháp khí là giới định về mà chúng ta nguyện cúng dường tôn ngài Bồ Tát ngày hôm nay. Cúng dường sự giải thoát thoát ly, ý nói là thoát sự chết. Chúng ta ở trong thời kỳ chết, tàn chết và sẽ chết, ai cũng sợ và sợ rất đào trốn có nhiều cách, trốn bằng cách cách ly thế gian để trị bệnh, để trị bệnh tâm, để trị bệnh thân, làm sao thân không chết. Nào tới giờ bệnh thì vô trong bệnh viện để người ta trị cho hết bệnh. Bây giờ ngừa bệnh tự mình ngừa, tự cách xa thân này, cách xa bệnh, người nào có bệnh mình cách xa. Như vậy đôi khi mình cảm giác giống như là người có bệnh thật là cô đơn. Tôi rất là cô đơn, tôi không có bệnh, người ta thương tôi, còn bây giờ tôi bệnh đã bỏ rơi tôi và cách xa tôi, hay gây ra một sự đau khổ mới đối với người. Sự chết đang trước mặt, mời đi, và đã là cách ly vẫn còn điều kiện trong tâm. Giờ lại Đức Phật đã thoát khỏi sự sanh tử luân hồi, ý nghĩa của ngài là xa ly hay là thoát ly. Mới sự tu niệm coi của chúng ta cũng giờ ngài bằng sự xa ly là thoát ly, cũng gần cao thượng nhất hơn vật trên thời gian này. Xa ly bằng cách nào, mà thoát ly bằng cách nào, chúng ta biết, ai biết hơn. Con đường trung đạo, con đường của bậc thánh nhân, ai đi con đường đó trở thành bậc thánh nhân, trở thành bậc thoát ly, hay là giải thoát những điều kiện chết. Nói tới chết ai cũng sợ, ai cũng sợ sợ chết. Mà chính Đức Phật này sợ chết, vì vậy ngày mới đi tìm mình sao không chết. Tìm khi tìm được cái không chết mới tuyên bố cách đây 2584 năm tuyên bố này. Tuyên bố ai cũng nhớ lời tuyên bố này hết, thầy pháp đầu tiên trong hành tinh này không có ai tuyên bố như vậy, không ai nói như vậy, giống như Đức Phật không có như vậy. Thế mới chúng ta
đang tập như thế nào là thoát ly từ cái cầu quan trái của mình, mở cầu quan trái không có thể nói phàm lấy quán tạo quán, đầy lấy đức tạo quán, quán nọ mới tiêu tan bằng quán thô sơ, nhiều giới, ngồi giới, quy tế hơn, bạc hoàng trời giới, thập giới, 227 giới. Như rồi bắt đầu tập phát ly. Đấng cụ thể. Lý là như vậy. Rồi bắt đầu trên đường tu này. Tu như thế nào? Niềm tin. Niềm tin mà người giác ngộ có rồi. Niềm tin với Đức Phật. Đức Phật cho mình tin lại mình nữa. Tin Ngài, Ngài, Ngài được thôi. Ngài muốn giữ Phật, Ngài phát ly được rồi. Phát sự chết mà chúng ta chưa phát được. Thôi phát được. Rồi làm tám chết. Rồi để mà quên sự chết, đã xa thì chết Đức Phật. Không, không, không. Giá ta rồi, nếm ta. Ta là giải thoát, đúng, đúng. Thì con hãy niệm con, hay ta, con thương con. Vậy, thương con, thương đi, làm sao thương như được. Con thương con thương con hãy thấy con. Này, con như thế nào gọi là con. Này, bắt đầu rồi, đã thấy con. Bắt đầu ngồi, thấy rồi, rồi đây, thấy hơi thở, thấy thân, thấy tâm, thấy con. Mà là niệm Phật à. Niệm Phật rồi niệm tâm tới niệm con thương con phải thấy con mới thấy con. Đức Phật thì ai thấy pháp là thấy Phật pháp. Như thế nào pháp danh pháp sắc pháp. Hai thầy pháp và thầy Phật, thầy thế tình thương nha. Thương thật, thương và không quên này nữa. Không quên ai là thương con. Nếu không quên tôi. Tôi thương tôi, tôi thương tôi. Tôi đồng chết, ngài đà. Rồi hiểu, cái này là thương. Thương, làm sao không xa, xa là khổ. Đâu mà dạy là thương xa là khổ, thương là không phải xa. Tôi làm sao nhớ được tình thương mà được Phật dạy. Người được Phật dạy. Thương ta là phải thấy ta. Không biết ta. Thương. Tình thương ta. Nó không phải tham. Nó thương này không phải tham. Thương không phải tham. Chứ nó thương không quên. Đức Phật dạy niệm Phật này là niệm tâm từ như thế đó. Đức Phật nói niệm thân bất tịnh, đây đây trong phần thân mà học đạo niệm đi thân đó. Học đạo thân này tóc lông móng răng già lấy từ phần thần Phật hết à, tiếng mình lại sốt không. Không còn cái gì hết. Lấy ra hết, không còn cái gì. Mà trở lại là trượt. Trong này thấy lấy từ phần ra. Đức Phật không nói quần áo à. Nói đó. Nà, tóc trên đầu lấy hết tóc liền. Răng, lấy hết răng về da. Lột da bỏ còn cái gì. Thấy là chạy trốn rồi không còn gì. Đấy, bắt đầu. Rồi, rồi, thấy. Ta thương ta mà thấy. Được đó chứ. Đức Phật phải nhớ sự chết chết rồi. Đấy, đặc biệt mình trốn sự chết. Cách ly bằng trốn. Đức Phật phải thấy chết chết, phải thấy thấy. Niệm sự chết, niệm sự chết, niệm sự chết. Niệm Phật, niệm tâm từ, niệm thân này bất tịnh. Hồi trước mình nói tình, Đức Phật là bất tịnh. Rồi, Đức Phật dạy cho mình sự chết.
chết là chắc chắn, chết là chắc chắn, phải chắc chắn, cái này phải thấy là chắc chắn, thấy thấy, chết phải thấy rồi. Chết phải thấy, chết phải thấy. Chỉ một thời pháp đầu tiên khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thuyết pháp một thời, đầu tiên nói về vấn đề, người ta cắt ly như vậy, ngay xá đi, ra phải miễn sự chết như vậy đó. Ngài nói không phải trong kinh kể hết thật, câu chuyện hết thật, nói vậy đó, một thời pháp. Vậy mà có một câu chuyện ngộ, ngộ thì cũng phải nhắc ra, ngộ chuyện cũng vui, như là bài học của chúng ta. Một cô gái nhỏ tuổi, cô đi nghe, đi nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe cuối cùng nói sự chết. Nói sự chết thì sự chết là như vậy, giống như rắn độc, nhất phải hấp nó ra. Thế đó, hết cái sự chết ra, hết. Mình sợ nó phải hết, phải thấy nó đã độc, nhưng mà phải hết nó ra, mới là xả ly. Ngài phải thấy đó, nói như vậy thật. Sao thời phía Đức Phật nói về sự chết là chắc chắn, sống là bất mất. Nàng có đâu mai nhớ, chết là chắc chắn, sống là trở thành một đề một niệm. Chết chắc chắn, sống bất bền đã, vì thế bất bền. Dù cách ly đi nữa, chết vẫn tới một ngày nào đó. Như vậy thì sự không cách được, bắt đầu cũng gần 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 một ngày cuối cùng cũng ở nơi nó, mình không có biên sở chắc chắn. Cho này sắp sắp tà nặng khu hoạt sắp sắp tặng, tất cả chúng sinh có sự chết là chắc chắn, là như vậy. Này, người Đức Phật thầy mình thấy, phải thấy sự chết là một sự thật, là phải thấy. Mà mình rồi lại trộn vào cách ly. Thấy nó đặng mình xả ly là cái tâm, tâm không có mà dính mắc cái điều kiện gì của các pháp hữu vi. Tất cả trạng thái sự việc là thường. Nó không chết, nhưng mình không thấy thật. Không thấy thật bây giờ, rồi thật thật làm sao mình thấy được. Thật của thật. Người Đức Phật phải thấy thật của thật. Một bài trái thật của cái khổ. Còn mặt thật của không khổ. Thì nó của cái chết và của không chết. Này, cái đó thì một cái là chết là khổ và không chết là không khổ. Như vậy mình đang chết, thay phải thấy chết hết. Rồi mình đi tìm cái mà không có làm sao có được. Phải thấy nó, đây là chết, đây là chết. Như vậy đó, đây chết, ai xác nhận đây là chết? Trong một hành tinh ta không tin tưởng, tính cách xa, không bao giờ, quên không bao giờ. Nhưng Đức Phật phải nhớ nó, phải biết nó. Đây là một cái chúng ta học như một gì giặc mà chết phải thấy. Nàng có mệt là một năm, hai năm chết, ta cũng như nhớ chết. Cũng như nhớ mà nó kéo dài 6 tháng rồi. Có người ta sợ cái chết chết như vậy. Điều kiện nhiều Phật tử mấy tháng nay nhưng còn cách ly không đi đâu, hiểu vậy đó. Ở nhà ý nói là chánh niệm. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Niệm, niệm. Đây, niệm gì, vì niệm gì. Đấy. Đã chịu trở nên cứ qua biết rồi. Nếu vì đã học rồi, đã kinh nghiệm rồi trong cuộc đời của mình. Đây muốn nói gì? Niệm sự chết thôi. Không nói là niệm hơi thở, lát xả lại sao? Câu chuyện của Nam Karma. Đức Phật sau khi làm Phật sự mà một buổi, một ngày Phật sự như thế nào? Hết Phật sự. Tự nhiên trong ngày đó Phật sự thương lâm quán chúng sinh nào. Cái thầy giác ngộ có nhất, tự nhiên thấy nàng con ma, nàng nhỏ đó có cái duyên giác ngộ, con nhỏ
tới. Trị làm sao? Cố niệm 3 năm. Thầy cứ nhớ, nó phải là chết là chắc. Nó là chết. Đó lại thành một cái bài học lớn cho cuộc đời chúng ta học cho nàng của Maraca. Thế Đức Phật mới đi độ. Cũng vậy, cũng tại vườn xài đó. Rồi, Đức Phật đầu ngõ rồi. Thường ngày thứ Pháp, ai chưa thuyết Pháp. Ngài ngồi đó, thật tử quân chúng, Ngài ngồi nghe Đức Phật, không nghe Đức Phật thuyết. Vì Đức Phật biết mấy vị này không hiểu, chưa hiểu được cái câu hỏi của Ngài. Cô quê mới giác ngộ, cô chấn ngay Đức, Ngài cũng phải chờ đợi. Lắp cổ tới. Tại sao bây giờ cô đi trẻ? Vì trả cô cổ. Biết rồi, nghe tin bữa nay Đức Phật này thấy vườn xoài thì cổ xài đi nghe Pháp. Nếu người cha hết dạy biểu, con bữa nay con phải quỳ chỉ cho cha, vì cha hứa người ta ngài cần người ta lấy gì, cô phải làm vậy vậy ta làm sao. Đức Phật lại thưa Pháp, người cha ta phải làm một phần này trước, cô quay vậy. Vậy vậy xong rồi cô mới sách vợ chị cô đi thẳng đi nghe Pháp. Bây giờ bước vào ở trong đại chúng hội trường, Đức Phật ơi, nếu nào từ đâu mà tới đây để thẻ, mà Đức Thế Tôn con không biết, con không biết, vì con không biết sao, mà Đức Thế Tôn con biết thật sao, do con không biết, vì con không biết, mà Đức Thế Tôn bị hôi ngược xuống. Mấy người nghe rồi, cô này không thật là cô lẽ. Đức Phật hỏi từ đâu tới, tôi nói cô không biết. Và Đức Phật hỏi không biết, tôi nói ngược ngay xuôi rồi. Bắt đầu sâu xa, buộc tội. Đức Phật khoan khoan, để Như Lai hỏi tiếp. Cô hỏi, cô chưa trả lời, để Như Lai hỏi tiếp. Đức Phật, này, thưa mà ba, tại sao Như Lai hỏi con từ đâu tới đây, con trả lại không biết. Cô mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, con biết Đức Thế Tôn biết con từ nhà con tới đây. Nhưng Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu con tới đây, con không biết. Từ đâu con sinh tới đây, con biết. Đây, coi cái niệm sự chết, tự nhiên hiểu thấy cái chết. Và cái chết, mình chết mà không biết từ đâu mình tới đây, mình chết đi. Này, vậy đó. Đức Phật hỏi, vậy nàng từ đâu tới, nàng sẽ đi đâu? Nàng nói nàng biết đi đâu. Nếu nàng chết rồi ngài sẽ đi đâu? Cô không biết nữa. Rồi Đức Phật hỏi, vậy nàng không biết thế? Nàng đáp này, nói biết rồi, biết không biết thì trả lời. Đức Phật hỏi từ đâu tới đâu, cô trả lời xuống. Không biết từ đâu tới đây. Và sẽ đi đâu, cô không biết. Hơi thở ra trước cô không biết đi đâu. Không biết thật. Biết chết chắc chắn. Đức Phật hỏi, vậy con biết thật hả? Giờ con không biết. Tại sao? Bà Thế Tôn, con biết là con sẽ chết, mà không biết con chết trong lúc nào. Ngày, trong giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, con không biết. Rồi Đức Phật hỏi, vậy không biết thật. Bà Thế Tôn, con biết con phải chết thật rồi. Nhưng không biết ngài, nhưng chết không biết đi đâu rồi. Đức Phật ơi lành thai, thừa trả lại chúng cô hỏi cái như này. Đức Phật thuyết tiếp, chúng sanh vì vô minh xương mê không thấy được sự thật. Ma vương, lưới của ma vương này tài tình dành lại là cái lưới văng rồi này, rồi chúng sanh nhà vô là gì? Tham sân si là lưới nhà vô đó, lưới bắt đầu nó bắt được chúng sanh ở trong màn lưới của nó. Đấy, lưới gì? Tài sắc lợi danh nhào bắt được. Ma vương lại tham bắt, sân bắt, si bắt tẹt rồi một tiếp rồi một tiếp tôi thế kỷ 21 rõ
một mình, người ta vẫn cách ly. Rồi Đức Phật, đường đi của em vẫn thoát ly. Đây là chúng ta học về Đức Phật là như vậy. Thoát ly, cách ly. Rồi thoát ly, cách ly bằng cách nào? Đấy, mới theo câu hỏi của người Phật tử. Ô bồ, thọ giới rồi, ngồi thiền. Đấy, bắt đầu tiến tới. Quán, quán gì? Quán hơi thở. Rồi, xả ly, cách ly, rời trạm. Đây câu chuyện của Ngài Cô Marika. Các người Phật tử hỏi kính bạch Ngài, kính xin Ngài dạy cho con cách hành trì. Trong sinh hoạt hàng ngày, con đã tâm ghi nhận các cơ động của tiểu oai nghi, như coi ta co tay, duỗi cha, duỗi chân, cúi xuống, gặp người, thẳng người, quay đầu, vân vân. Khi con để tâm ghi nhận liên tục từng động tác nhỏ diễn ra, nói tiếp nhau, đặc biệt với những động tác chuyển động nhanh, con thấy tâm con động, căng thẳng, bất an, không kịp quán chiếu các hành động, các pháp sanh diệt, cũng với những sinh hoạt hàng ngày. Nếu con để tâm ghi nhận sự chuyển động vào ra do hơi thở, thay vì ghi nhận các tiểu oai nghi, thì con thấy tâm con an, tập quán, quán chiếu thấy hơi thở sanh diệt được. Như vậy, khi con nên tiếp tục ghi nhận sự chuyển động vào ra do hơi thở, hay nên tập ghi nhận các tiểu oai nghi? Kính đảnh lễ Ngài. Còn tâm nguyện chính. Đây, bài học rồi. Thấy dễ chịu. Tại sao dễ chịu? Đó là cái vài nghề đầu tiên. Ngồi. Ngồi đến tâm được tốt. Nó gọi là ngồi thiệt. Ngồi chân niệm. Nhà ngồi và như ngồi yên. Hồi nào tới giờ chúng ta không bao giờ biết như thế nào gọi là gió hơi thở vào, hơi thở ra, đang sống với các pháp hậu kỳ mà Đức Phật dạy. Tất cả chúng sinh sống do nhà vật thực hiểu, sáng thi chêu. Tất cả chúng sinh sống do nhà các pháp hậu kỳ không hiểu, chỉ biết vật thực. Như thế nào là các pháp hậu kỳ? Ý nói là sự sanh diệt, các pháp hữu vi thay đổi luôn, không là ngày sống như đó. Như vậy, người hồi nào không thấy được hơi thở, nhưng bây giờ thấy được hơi thở, tại sao? Vì chút tâm nơi hơi thở, nó đều hơi thở, đều thở vô rồi thở ra, thở vô. Khi ngồi yên thấy hơi thở đều, thì ghi nhận là thấy dễ. Dễ thấy. Mà khi dễ thấy, thấy rõ, bắt đầu thấy rõ, hiểu được. Hành giả thấy con hiểu được như thế nào là sự sanh diệt của hơi thở. Thấy rõ sự sanh diệt. Một phần bắt đầu kéo dài chấm dứt, rồi sẽ bắt đầu kéo dài chấm dứt. Đây là bài học số 1. Bài học số 1. Con ngồi là phải theo hệ thả. Con ngồi được bao nhiêu?
bắt đầu là ngồi thấy được bao nhiêu, ngồi trong trường thiền đại cho một tiếng này, đó tiếng là tiếng của quốc tế ta dùng, một việc ít nhất làm được một tiếng mới thành công tốt. Ý nói mà việc lớn à, thì ta đọc và hoặc cũng một tiếng cũng làm việc đó, một tiếng rồi một tiếng nữa, một tiếng rồi một tiếng, là như vậy. Còn bây giờ ngày hành thiền, mình mới hành thiền, đã thấy thì đã thấy các pháp vô vi, đã thấy mình đang sống như các pháp vô vi, sống như vật thật mình hiểu rồi, bây giờ sống các pháp vô vi mình mới theo dõi, mình thấy là sự thay đổi của hơi thở, ta hiểu được hơi thở nó có thay đổi, có nghĩa là nó sanh nó diệt, dùng đó ở trong Phật ngữ của trong Công Giáo Lý A Tỳ Đàm mới giải thích là sanh diệt, sanh rồi diệt, sanh tử. Đời chúng ta nghe sanh tử, sanh khai sanh rồi cuối chết thì khai tử, chỉ khai tử một cuộc đời chết một lần. Còn bây giờ Đức Phật cho thấy chúng ta chết nhiều lần trong cuộc đời này, và nếu mà chết nhiều lần, chết bao nhiêu lần nghĩa có sanh diệt nhỉ? Về chết, nếu sự thật trong quay nghi ngồi mà thấy sanh diệt thật, trong một tiếng mà thấy thật là như vậy, quý vị thấy như thế nào? Này, như vậy cái quay nghi ngồi là một quay nghi tốt nhất của thiền. Hầu hết ta đạt được cái tuệ nhãn do nhờ cái quay nghi ngồi. Chính Đức Bổn Sư ngài giác ngộ đó, có câu qua đi vô san ni sinh mồ qua rô pô thì mù lệ, Đức Phật tham thiền về hơi thở, ngồi trên bồ đoàn như bóng cây bồ đề quy bảo, ba đáp cánh thành chân đẳng chân giáo. Đức Phật ngồi vài ngày ngồi như vậy, vài ngày ngồi này nó thấy rõ hơi thở, không phải hơi thở không, thấy rõ tâm nữa. Quý vị ngồi nói về hơi thở thôi, và mới vừa ngồi lên, ai cả người là ai bắt tao hơi thở đã sống lên rồi, ai sống như hơi thở chính là tâm, tâm hay biết hơi thở là sống, vậy mới hướng dẫn cái tâm này nó hay biết, nó sống như hay biết rồi. Giờ các pháp nó phải hay biết, nó phải biết cần có quan, quên lại chết là một vị gì, quên lại chết không quên là sống. Đây các pháp nó là như vậy, nó là vậy, và nó là như vậy, nó sanh nó diệt, nó sanh nó là vậy. Ai thấy được các pháp vô vi này, upajjitva nurujjante, sanh diệt ở trong một tiếng, một phút bao nhiêu giây, một phút 60 giây, trong 60 giây nó hơi thở bao nhiêu lần hơi thở trong 60 giây, thì đó 60 giây 60 lần. Bây giờ 60 lần của một phút, mà nếu chúng ta tính theo hơi thở, nó thấy hơi thở sanh diệt, bắt đầu thấy sanh diệt trong thời gian sanh diệt mấy giây, thế anh giờ mới bắt đầu, ví dụ thở vô bắt đầu thở vô hết rồi, và thở ra bắt đầu thở ra rồi, hoặc nếu chú tâm này mỗi, và nếu chú tâm này bận bắt đầu thầm mà bắt đầu, ý nói là cảm giác được đặc tính của sắc phạm của gió, bắt đầu căng, hoặc di động rung bao nhiêu lần, cho là 3 lần đi, 3 giây đi, phần hết rồi, xẹp hết rồi. Và nếu ví dụ trong một phút có 60 giây, như vậy cái đó bao nhiêu lần hiểu được, 10 lần. Ví dụ một phút thì 10 hơi thở vừa vào phút, mà trong hơi thở bắt đầu sanh diệt, mình chỉ thấy là bắt đầu kéo dài chấm dứt thôi. Bây giờ trong bắt đầu kéo dài chấm dứt nó một liên tục, sự liên tục của hơi thở, sự di động của hơi thở,
không còn nghĩ tới cái dây, trở lại thì một chập tư tưởng, một chập có tâm biết, cứ một chập dùng chữ sát na. Nó tiếp tục liên tục không gian đoạn như vậy. Ngay các pháp hồi quy. Rồi thấy như vậy trở lại thấy, thấy cái trạng thái của tâm yên lặng, trạng thái tâm an, tâm không bị động, vì pháp thế gian, vì danh, vì lợi, thương ghét, mất danh lợi, pháp thế gian ào ào, về pháp thế gian không chịu danh lợi, tài tình là không có chen vào, không chen vào được, không bị động, mới thấy rõ định, hành dạy và thích tâm định. Thấy được tâm an. Bây giờ có thiền, thiền lý này, khi mà thiền đi nó tới này cái Đức Phật dạy vấn đề quán thân. Quán thân như thế nào? Quán thân quý được khu, quán thân trong thành, tinh thần tinh giác chánh niệm, để cho nợ tham ô trong cuộc đời mà tâm đang sống cuộc đời của nó. Ngồi không, không phải cuộc đời của thân của tâm, nó có đi có đứng có nằm, như vậy là một cái chương khác, chương của quán nghi rồi. Ngồi thiền, đi thiền, chương của quán nghi rồi. Chương thứ nhất gọi là chương về hơi thở, chương thứ nhị là chương về quán nghi. Nó phải đi, đi cũng phải thiền. Ai đi? Dân sắc này đi. Rồi đi bằng cách nào? Đi hai chân này bắt đầu. Nó bước hai chân đều bước. Nó đặt là mặt trái, mặt bước trái bước. Mặt bước trái bước bắt đầu. Nó không thấy định, không thấy an. Không thấy an như thế này. Không thể an như mà lúc mà ngồi thiền. Ngồi thế tâm thiền an. Cái chữ an này chưa trong biết Đức Phật. Không phải chỉ thấy an này thôi. Đức Phật phải thấy gì? Thấy vấn đề, thấy cái vấn đề chết sống. Làm sao mình thoát ly? Xả ly cái đang chết cho cái nó đó. Đang sống như với cả pháp hồi quy mà không có đó mà mình chắc phải thấy cho đó đó. Cũng phải thấy, nếu mà ngồi thiền thấy gì, thấy đi thiền cũng vậy, một bước cũng dở rồi bước tới đạt, nếu mà chưa một bước là cũng bài giai đoạn, cũng dở cũng bước đạt, cũng thấy cho mình. Nếu mà giả đi ngồi thiền thật là tốt, hành giả đi thiền cũng giống như ngồi vậy, thầy trong đó thì giống như ngồi, mà đi thiền nó có một cái lợi ích trong riêng của nó, lợi cho riêng nó giải thích rõ hơn là ngồi. Có nghị lực trong lúc mà đi đường xa này, nếu việc đi một tiếng hồ, vì cái việc đi một tiếng đồng hồ thì không có ngại ngùng về đường xa. Rồi có nghị lực trong lúc tinh tấn hành đạo, trong việc tinh tấn hành đạo, ngồi rồi đi, ngồi quý vị không ngại ngùng, nó tăng thêm một sức mạnh. Và nếu quý vị đi như vậy đó, vật thật á, mà quý vị dùng rồi nó tiêu hóa hết. Và khi vật thật nó tiêu hóa bắt đầu, quý vị ít có bệnh. Nếu khi vấn đề vật thật mà không tiêu hóa bệnh, và nếu vật thật cái gì nó tiêu hóa là quý vị ít có bệnh, thiểu bệnh. Rồi nếu mà thiền định nào đó mà phát sanh trong lúc mà khi đi là động, khi định được thì nó tốt, nó lâu dài hơn thiền quả đầy người. Khi thiền động, nào là mắt thấy, nào là tai nghe, mà vì vẫn có tâm sát na định, ngài vẫn theo rõ. Đó là cái chương thứ hai. Thì chương thứ ba là cái chương tình giác này có gì? Nào có gì? Nhú tai, có tai,
vì không ăn, vì phải mặc, thức dậy rồi tất cả vệ sinh, tất cả tiểu quay nghĩa, cứ việc không có làm tiểu nghĩa được, chúng ta sống được không? Thức dậy phải đưa rửa mặt ra, đại tiện thì tiện, mặc quần áo, vân vân. Và nếu không có cái đó làm sao sống? Đúng tiểu quay nghĩa, chúng ta phải cái đó ra. Rồi đó, cuối cùng tại sao làm cái tiểu, vì cái thân này bất tỉnh, nay phải che nó, mình phải đi ra đường phải che, hay phải rửa mặt, phải chải đầu, rồi phải che coi đó, mình coi được chưa, bà con được, ta đi, ta che, ta che, ta gỗ, bắt đầu, không làm cái việc làm sao. Đấy, rồi cái này gọi là bất tỉnh, quán bất tỉnh, coi chỗ này còn bất tỉnh, phải tạm che nữa đi, che hết, này. Rồi cái trong này có cái gì không, không có cái đại, này. Nào là đất, nước, lửa, gió, bốn cái này, trong thân này, không khỏe, đi bác sĩ, nó thử bốn cái này thử. Tại đền, lên cân nó coi, thì bệnh nhân mà tại cân gì, cân đập cho nó thời. Rồi, tôi trả lại, thủy, coi nhiệt độ, nóng lạnh như thế nào. Bác sĩ, chánh à, để ngồi một lúc xong xuôi rồi ông ta coi mặt, yên rồi coi mặt như thế nào, gió này rồi đoán bệnh nặng nhẹ thế nào, bao nhiêu thuốc, đo coi nặng nhẹ rồi biết cái gì thiếu cần dư cần, nóng lạnh như thế nào, coi nhiệt độ bây giờ biết bệnh rồi, tim đập như thế nào biết bệnh rồi, đoán theo bệnh. Con vài nghề ơi, đi thử thêm, đi lab thêm, thử, nào là thử máu, nơi thử lương tiểu, thử hết, cài bình thành. Này, như vậy cuối cùng, đó lại là một tử thi. Đấy. Khi mà tử thi hàng ngày, xa động, tướng cướp giết con người, chính loại tử thi rồi. Đấy, 14 chương rồi đó, thôi. Nên thân, nên thân. Như vậy cái này là một cái lợi hết của người để mà thoát ly. Mà thoát ly mình thấy nó, thoát nó, thấy nó, thoát nó, thấy nó. Thoát. Chỉ một cái công chết của nàng của Maraca, của học cái chữ chết. Chết chết, có thấy, học hiểu. Hiểu là cài chân niệm. Chỉ niệm xuống thôi một đứa nhỏ. Mà gặp Đức Phật năm cuối cùng 16 tuổi, như vậy hình như 13 tuổi cô hiểu được. Thì gặp Đức Phật, mà nghe Đức Phật nói cái chết, một thời pháp chết chết. Bây giờ đó, không nói chết sao được tới bây giờ. Nói về cái quay đấy 19 không à. Này, chỗ này hoạt động, nó tới tiểu bang này, tới tiểu bang kia. Là như vậy, nhưng cách nào? Hay bây giờ nó động như vậy? Thầy Đức Phật thuyết, rất là nó có bài pháp đầu tiên. Khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết thân thôi. Khổ như vậy. Mà nó thân không khổ như vậy, trăm năm sau nó khổ. Vậy. Tôi tìm tìm để tìm tìm. Như vậy chúng ta mới gặp một vị giác ngộ đến câu thế. Về trị bệnh tâm, không phải trị bệnh thân. Trị bệnh thân ta trị rồi đó. Cuối cùng, trong giây phút này đó, cũng biểu mình cách ly. Đấy, thầy nói về cách ly đó, Phật nói thoát ly rồi. Cách ly thôi, đừng có vô nhà thương. Đừng có ở nhà cách ly đi. Đấy, đó. Cách ly, thoát ly. Đừng chờ đợi thấy ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Đừng chờ đợi tới tôi, tại nhà thương. Tính trước đi, cách ly. Cách ly, thoát ly. Đức Phật dạy cho chúng ta thoát ly. Mà nếu chúng ta biết cách thoát ly thôi, tất cả thoát ly hết, trong 40, cái gì của mình là phương pháp đã giải thoát. Một cái chữ chết rõ thôi, rõ chữ chết, chánh niệm giải thuyết vấn đề. Này, Sati-sapata-sa-tu-ka, Sapata-sa-tu-ka, ở trong Mì Thiền Vân Đáp, một câu là Đức Chúa Mì Lăng Đà hỏi Ngài Đại Đức Na Tiên,
Người Văn Đề chánh niệm, ngài nói gì vậy? Sati Sapata Sadaka, chánh niệm giải quyết hết vấn đề. Bây giờ tôi nói, chúng ta chỉ niệm nàng con ma con ca chỉ nhớ chết tôi niệm đây chết bắt tàu cũng hiểu không chết chết thật hay chết thật rồi bắt tàu không biết đi đâu. Bây giờ mình đang sống tạm hay chết thật không biết đi đâu, từ không biết đâu ở đâu mình cũng thấy mình không biết nha. Vì đây rồi biết chết, chết giờ nào cũng không biết chết giờ nào, chết ở đâu, chết trên bờ, chết trong nước, chết trên đường không biết. Rồi chết rồi thân này bỏ xác ở đâu cũng không biết rồi. Rồi đời giải quyết cái bất tình nghĩa địa này, địa tán và đáng giải quyết đi bất tình rồi. Đức Phật dạy à, phải thấy trước à, phải phát ly, mình phát nó trước đi. Đấy, đấy bằng cách đó, nó là nó, mình đừng còn mình vô trong nó, vô trong đất, vô trong nước, vô trong lửa, vô trong gió. Đấy, nó là nó, à, danh pháp là danh pháp, sắc pháp là sắc pháp. Đừng cho bị ma vườn, đừng bị cái rập của ma vườn, lưới của ma vườn, tài sắc là danh ở trước mặt của mình. Vàng lưới rồi, màu không thấy, nhà vàng tham bắt được, săn bắt được, suy ai giết mình chết thì vẫn ra đi. Thầy Sư Minh Linh ra nói đó, tham sân si này, tham bắt ốc mình, săn đánh đập mình, đánh đập quên chết, bà phải đo rồi, ma vườn, chính đó là ma vườn, rồi tài sắc đầy dân rồi, đó là cái lưới mù quang không thấy nữa. Người Đức Phật cho mình sống tuệ nhận, sống như trí tuệ là như vậy. Như vậy cái dù khó khăn mình cũng phải tập, không phải không tập đi. Cũng như vật thực sống do nhà vật thực, nếu chúng ta không nhai à, bỏ vô vật thực đâu phải là máy móc đâu, này phải nhai vào, miễn phải nhai. Ai nhai? Cái nhai là gì? Nhai là một cái tiểu quay nghĩ. Nếu trước khi nhai là phải gì? À, từ cái bàn ăn phải thấy rồi kế đó, muốn lấy rồi ăn làm sao? Phải lấy nó trước, rồi lấy rồi phải tìm chỗ ngồi, rồi chỗ ngồi rồi mới chuẩn bị vật thực mới cho nó vô trong miệng. Chuẩn bị rồi mới bắt cầm vật thực rồi đưa lên vậy đó. Cái chuyện đó, cái chuyện mình phải làm. Mình lại làm vậy mà không làm cái đó làm sao sống? Đây sống như tiểu hoài nghi đó sống. Nếu chúng ta hiểu pháp bảo hơn rồi chỗ nào thấy thoát ly giải thoát chỗ đó rồi nè, chỗ đó mau vui. Như vậy ăn để mà sống, như vậy Đức Phật dạy ăn để mà sống khác hơn người đời. Người đời ta đang sống xong ta tiếc của cải nhiều. Rồi, tôi sống lâu để mà ăn của cải. Như vậy, sống lâu để mà ăn. Còn Đức Phật sống, ăn để mà sống, sống để mà xả ly, nạc phạt ly. Cái đó là con đường của Bậc Thần Nhân. Như vậy, hành giả nếu mà gặp hành vậy thì phải tập thôi. Tập sống. Đó là thân, mình phải tập quay nghi ngồi rồi, một quay nghi rồi ngồi rồi phải đi thân này một ngày tới 4-3 ngày rồi ai mà ngồi luôn một cuộc đời như thấy không, ngồi đứng thầy bảo đó đến tháng 10 ngày đến giờ khóc không à, cười không đâu có, nó ra đã theo chào đời mừng quá đó, ôi khóc liền thay vì đời ôi rộng lớn đâu có. Đã chân tháng 10 ngày ngồi, chân không cử động được. Nếu mà cử động, mẹ hơi khổ rồi đó. À, nó gần sinh rồi đó, nó động rồi đó. Tới vậy, khi mà chân cử động đó, quý vị thấy không? À, chân tháng 10 ngày, các pháp vui, đây nghiệp như vậy. Nghiệp. Rồi, cái câu hỏi của hành giả tiếp tục. Đừng có bỏ tiểu oai nghi, tiểu oai nghi tình dạng, tất cả vào liền thân.
Thế nên, còn thời gian lý thuyết rồi chúng ta thực hành để mà thoát ly, để mà sát ly. Hơi thở nó đừng mình chủ động thấy được không, đừng cho ma vương nó bắt mình được. À, thấy là những vị tuệ nhận thấy như vậy, chánh niệm làm việc thôi, tôi nhớ làm việc, nhìn để tôi nhớ thôi, nó nhìn vì vậy mình nhìn nhiều nhé, nhìn lâu tôi để tôi nhớ nó, nhớ được, nhớ khi mình nhớ đừng có quên vậy đó. Không phải người đó ở trong mắt mình thấy không, tôi nhớ thôi. À, nhớ hay lắm, thương thôi, đừng quên thôi, quên là nhớ đó, nhớ như vậy dùng trí nhớ thôi. Trí nhớ là trí nhớ của Đức Phật, không phải nhớ chuyện quá khứ nữa, không phải nhớ chuyện tương lai rồi, nhớ bây giờ và bây giờ trong trí nhớ, sống đồng trong nhớ này, bây giờ là về nhà từ nhà, hay không phải là nhật nhãn, nhật nhãn là căng thẳng, nhìn để mà thấy nhật nhãn buông theo trong mắt tay mắt để mà thấy trí nhớ, nhớ ra thôi, nó không nhớ mở nữa. Như vậy ông thầy của Sư Minh Đăng Tra, ông dùng chữ mình tập, ông nói dùng chữ anh, nói not see with the eye, see through the eye, không phải thấy dưới mắt, là theo mắt mình thấy thì đầy cả, theo mắt là mình thấy màu sắc, theo mắt mình thấy, không phải mắt này thấy chụp lấy trên mắt không. À, cái này giống như kiến thôi, tự nhiên kiến không có bụi, nó thấm, nó bắt được hết màu sắc của con kiến. Cái chân kiến cũng vậy đó, khi mà nó trong sạch tự nhiên màu sắc tự động nó vô thôi, vậy màu sắc nó vô con kiến, không phải kiến nó chạy đi bắt màu sắc, không phải như vậy. Một cái tâm trong sạch là vậy, mới gọi là mà là tuệ nhãn, không phải là nhục nhãn nhá. Người đời người ta sống với nhục nhãn, vì vậy cho nên bị căng thẳng, thấy mệt, dừng thấy nhiều quá, nghe mệt, dừng thấy cái tai là nghe nhiều quá, cứ ngủ để tôi không thấy và để tôi không nghe, tôi khỏe, dừng nhiều quá mệt, tôi nhớ thôi. Vì thầy mình nên ra sư sống gần ông 9 năm, ông dạy thế vậy. Nó ghi sư tư là ai, nó kích là ai. Ông dạy thế vậy. Cố gắng, mình thấy ra, theo mắt mà thấy, theo tay mà nghe, đừng quấy nó. Quấy nó, mình là thấy nó, phải chụp mắt, mình phải chụp. Không, phải chụp ở trong mắt này luôn luôn hiện ra, căng thẳng. Đây. Vì vậy mình mới thấy, nhắm mắt liền, bỏ cái mắt thấy, cứ nhớ. Nhưng mà không phải dùng mặt thầy á. Nhớ, chứ thuộc mở nữa. Thành ra mấy đứa nhỏ nó học lớp 1. Có bài học thuộc lòng nó không? Thuộc lòng thì con trà như nước tái sen. Nhớ mẹ như nước trong nguồn trà đã. Hồi mới sinh ra cha mẹ, nó học thuộc, tôi chết luôn. Chứ đạo làm người là như vậy. Tôi nhớ tới đạo là như vậy. Đó, như vậy là sự thật nó là như vậy, nó là tuệ nhãn. Đây thưa quý vị, tại còn một số giờ quý vị ngồi thiền trên 15 phút để kết thúc Bồ Tát ngày hôm nay. Phật tử nguyện thọ trì ba quan trai trong ngày cuối tháng của tháng Tây, vậy mời quý vị cung dường Phật bảo pháp bảo bằng cách thành đạo.
Có chân nè, có thứ nha. We have a properly. Hay xa lì, bằng cách xa, xa chuyển quá khứ, xa tương lai, mà trong hiện tại, bây giờ một chấp tư tưởng, chân lên nhiệt, chấp pháp chân lên nhiệt, danh pháp hay biết theo, rồi không mắc theo. Chánh niệm về nhận, rồi bằng hết về nhận. Nếu hành giả có về nhận, mới thấy được, đây mà gọi là thoát ly, không bị điều kiện. Quá khứ hoặc tương lai, danh lại đầu độc tâm của mình, cái nghiệp của thoát ly, hay là sợ ly là như vậy. Tình thương ở trong tâm nó trổ ra, không phải do mắt thấy thấy rồi thương, nghe nghe rồi thương, mắt thấy mắt nghe hầm thương, không phải như vậy. Chính ở trong đáy lòng nó trổ ra tình thương. Và trí nhớ từ dân từ sắc này phát sinh là chánh kiến, thấy được danh sắc như thế nào, sự sanh diệt như thế nào. Cái gì điều kiện chúng ta xả, xả bỏ, thoát bỏ, là xả ly, thoát ly.
Một ngày thờ bác quan trai của chư quý vị thiền nam thân nữ hành giả ra cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo là như vậy, thì cuối cùng của sự thật tại bác quan trai thì hồi hướng công đức gọi là rải tâm tâm cho bản thân mình cũng như tất cả chúng sinh trong giờ phút quan tâm này. Hãy quý vị hướng dẫn hệ thân hệ thật. Ekayano ayam pika me maku satanam visutiya soka varidevanam samatika maya dukkha domana sana atanga maya Nyaya sati gamaya Nirvana sa sati kiriyaya Yaridam chataro sati vatana Katame chataro Ita pika pepiku kaye kaya nubasi viharati atabi sambhajano satima vinaya loke abhichado manasam Vedana suvedana nubasi viharati atabi sambhachano satima vinaya loke apichano manasam chitte chitta nubasi Viharati atabi sambhajano satima viraya loke apichado manasam amme sudhammanubhasi viharati atabi sambhajano satima vinaya loke abhichado manasam aham avirohi abhyavacho Sukhiyatana Variharami Mata Mata Vitu Achariyaca Yatimitaca Sapamacharinoca Averaha
Pachimaya
Ete maya risaya upari maya risaya sabbe satta sabbe bana sabbe bhuta sabbe bhogala sabbe atta bhava bhariya bhana sabba ittiyo sabbe bhurisa sabbe ariya sabbe anariya sabbe deva sabbe manusa sabbe vidhi vatika averando abhyavachando anigando sukhyatana parihārāndu dukkha mucchāndu yathārata sambhādito mā vigacchāndu kammasaka purapāccha bhavagacchā ādo yāvā vichito samandā cakavālesu ye sattā bhata vichāra ābhyāvacchā nivērācchā nidukkha ca anuvanava bhutam yava bhavaga ca ado yava vichito samanta jagavalesu ye sata kecara abhyavacca niveraca nidukkha anuvanava bhutam yava bhavagacca ato yava vichito samanda cakavalesu ye sata kasecara abhyavacca niveraca nidukkha ca anuvanava imaya tamanu tamavadivadiya bhutam bhujemi imaya tamanu tamavadivadiya tamam bhujemi imaya tamanu tamavadivadiya sangham bhujemi imaya tamanu tamavadivadiya mata pitaro imaya tamanu
Sammi. Idam me punyam asavakaya vaham. Idam me silam meghamala jnanasa pachayotu. Imam no punya bhagam sabba satanam deva sabbe satta sukhita sadhu sadhu sadhu. Chư tiên ở trên hư không A Địa cầu tương ư rõ tâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều A Đồng xin hoan nghỉ phước điều chúng tôi. Ô trì Phật giáo tăng bồi A các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên cuộc tranh khỏi nạn tai à, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi vui tu đạo bồ à, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng tôi đã đông sanh làm đây. Hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lâm. Dạ, Nam Mô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Ngài đã hướng dẫn chúng con trọn một ngày tu Bát Quan Trai. Chúng con đồng tâm xin cúng dường đến Ngài tất cả phúc báo mà chúng con tạo được. Xin kính chúc Ngài luôn nhiều sức khỏe và an vui. Kính chúc chư tăng ni, quý Phật tử, đạo tràng ở Đại Niệm Xứ Thiền Viện luôn nhiều sức khỏe và an vui. Xin hồi hướng chi phước đến tất cả chư thiên ở mọi nơi, nhất là chư thiên tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện. Cầu mong cho tất cả Phật sự tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện thành tựu viên mãn. Dạ, xa đủ, xa đủ, xa đủ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là một ngày tu tập của chúng ta ở đây là ngưng. Thì theo như tâm nguyện của Ngài thì cách một tuần thì sẽ có một cái khóa tu khác, cho nên có thể là khoảng bốn tây thứ bảy, bốn tây tháng bảy thì sẽ có một cái ngày tu, nhưng mà ban tổ chức sẽ xác định lại với Ngài và khi đó sẽ gửi thư cho thông báo cho tất cả quý vị biết. Thì bây giờ thì có sư cô Thiên Tuệ sẽ giúp thông dịch qua phần tiếng Anh để mà kết thúc cái ngày tu học bên hôm nay.
Dạ sư cô. Dạ sư cô Thiên Tuệ. Hello. Dạ. Thank you, Sayada. So today is Saturday, June 20, 2020. Due to the background noise, it was quite hard for me to listen to the Dharma talk clearly. So I will try my best to summarize the Dharma talk that Sayadaji gave briefly before the end of today's practice. Today is the Uposatha Day. We would like to offer our practice. Out of all the offerings, the best offerings is our practice. Hello? Like echoing. We can hear you. We can hear you. Okay, because it's like echoing, so I just want to make sure. As human beings, we are all very scared of death. For example, during this pandemic, we're trying to practice social distancing to prevent ourselves from getting sick from the virus. And when people get sick, we would go to the hospital and get treated. And when a person gets to the hospital at this time, they would be separated from their loved one. The sick person would just have to stay there by themselves and get treated by the doctor. Even though the doctor could maybe help you get better bodily, however, when the person gets sick and stay there by themselves, the person could help, could feel lonely or depressed or feel like everybody have left them there all by themselves. And that is the defilement of the mind. So even though the doctor might be able to help you treat the bodily sickness, but they cannot help you treat the defilement or the sorrow that the patient might feel in the patient's mind. The Buddha, who was sorrow-free and eradicated all the defilements, just like us before the Bodhisattva became the Buddha, he was very scared of death. And because of that, he set out to find a way to immortality. After 6 hard years, the Buddha finally found a way, and he taught that way to us. And that was the middle way. So for us, if we want to be like the Buddha, to end the cycle of birth and death and rebirth, we have to practice according to his teachings. And we have to walk on the middle way path. For example, in order for us to start our practice, normally we will observe sila. We can observe sila or morality, 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts, or up to 227 precepts for monks. And that after observing the precepts so that our bodily and verbally action can be clean and pure, we can start practicing. The first thing the Buddha taught us could be Buddha Anusati, which is the contemplations on the virtues of the Buddha. The Buddha once said, anyone who saw the Dharma, the person who sees the Dharma sees me. So what does it mean seeing the Dharma? In this case, we should understand the Dharma as Nama Rupa, which is body and mind. So if a person or a practitioner, a meditator, could be able to use their practice to see the bodies and the mind and understand the working or the insight in the bodies and the mind, and understanding that, can see the Dharma as it is, that way the practitioner will be able to see the Buddha. And secondly, the Buddha also taught us to metta. Metta meditation is one of the 40 objects of meditation. With metta, we would develop loving kindness towards ourselves and towards all beings.
and that is to help our mind to be free from defilement. And lastly, after metta meditation, the Buddha also taught us to contemplate on the 32 parts of the body. Normally, as a regular person, we tend to think that our bodies is very beautiful, our bodies is very clean. However, when you practice the contemplation in 32 parts of the body, you will see that this body is actually is very dirty and unclean and is not beautiful as we thought. The example Saruji gave was, if you took all the hairs from your head or pull out all the teeth in your mouth or skin entire, take out all the skin from your body, what is left behind? It was whatever left behind would be very ugly and very scary to look at. And anybody who see that would, might just run away. So therefore, when you contemplate the 32 parts of the body, you will be able to understand and see that this body is actually not as beautiful and not as clean as we thought. And one thing the Buddhas always remind us to contemplate is contemplating about death. Death is certain. Life is not permanent and death is inevitable. So everybody has to die. Whoever is born has to die. Death is the end of life. So Sayurochi went on to tell a story of a weaver daughter. I could not really, I could not catch the names of the daughter. So I would just refer her as the young lady. So one time the Buddha came and gave a teaching at the village about the contemplations about death and what is the urgencies, why is necessary for a practitioner to contemplate on death. And as a young girl, maybe around 13 years old, this weaver daughter listened to heard the Buddha teachings about death. And after that, she went on and for 3 years, she contemplated about death. How is death is for sure, everyone has to die and death is coming to us every day. So after 3 years of contemplating on death, she started to develop insight. One day, the Buddha came back to the village to give a teaching. And after his meal, the Buddha sat quietly and patiently, waiting for the younger to come so that he can she can help her open her wisdom eye. At that time, the weaver daughter, she was late because she had to finish all her work before coming to the Dhamma talk. And the Buddha knew that, so he just waited for her patiently. So because of she came late, everybody was sitting down and just waiting to listen to the Dhamma. As she came in, the Buddha asked her a couple questions. And the first question that Buddha asked her, young lady or young girl, where have you come from? And the youngers reply, dear Lord Buddha, I do not know. And the Buddha continued asking, then where are you going? The girl replied again, I do not know where I'm going. And the Buddha asked again, do you not know? And she replied, I do not know, dear Lord Buddha. When the Buddha asked, do you not know? And then she replied, I do know, dear Lord Buddha. And then when he asked again, do you know? And then she would say, oh, no, sir, I do not know. So upon listening to the conversations between the Buddhas and the youngers, the audience got very confused and blamed the girl for being very insolent, that she was not be paying respect to the Buddhas and the way that she answered was not good. Understanding the situation, the Buddha explained to the audience, when this younger came and I asked this younger, where have you come from? Why you answer that you don't know? So the girl explained her answer was, the reason why I answer that I do not know where I'm coming from because I reflected on death. And for me, the Buddha would not ask anything unnecessary. So for me, when you ask me, where have I come from? I answer, I do not know because I do not know
before being born into this world, where I was in the samsaras of births and death and rebirth. And then when the Buddha went on and asked, where are you going? Again, the girl answered, I do not know. It's not that she does not know where she's going after the Dhamma talk, but she said that she does not know in terms of after death. She would not know where she would be going. If she's going to go to hell, or she going to be reborn in some other realm, she does not know because she does not have that wisdom. And then the third question, when the Buddha asked, do you not know? She answered, yes, I do know. The reason why she answered, yes, I do know, because for her, she knows that after being born into this world, for sure, death will come. And one day, she will die. And again, when the Buddha know, do you know? Meaning that he asked, do you know when you will die? And the girl reply, I do not know. Again, even though the girl knows that death is certain and death will come one day, she does not know when she will die, how she will die, and you know, the situation the situations of her when death comes to her. So the Buddha was very pleased of the girl's answer and applaud her. And the Buddha told the audience that the audience only saw the situation with their naked eye, with their conventional eyes. So therefore, they blamed the girl for being disrespectful, blaming the girl for not paying respect or answering the Buddha. However, the girl answered exactly what the Buddha asked and showed that she had insights and contemplating on the urgencies of death. And with that is only happen when you have the wisdom eye. So after the story, and the girl listened to the Dhamma talk of the Buddha, and I think in the end, she became a Sotabana, a stream winner. So Saraji, after the story, Saraji went on to saying that there are two sides of everything, pretty much. When a yogi would be able to understand and really contemplate and have insights about death, the mind or of the yogi would be able to let go of the fear of being of dying. So for example, there's a truth about death, and that would just relate to the truth of suffering. But again, there's also the truth of the undead, which is the truth about, you know, the non-suffering, non-sorrow, or again, that is a liberation or nibbana. So in order for us to be able to reach, to be like the Buddha, and to get to the point where we will not have to wander around the samsara, then we have to practice the teachings of the Buddha. And again, Saraji's reminder, the teachings of the Buddha is nothing but the teaching of sila, practicing of observing precept, samadhi, practicing of concentration meditations, and finally panya, which is the practicing of vipassana meditation, where the insight would be able to eradicate all the roots of defilement, which is greed, hatred, and anger. After that, Saraji went on and answered a questions of the yogi. So the question was, Dear Bhante, could you please show me how to practice in daily activity, how to be mindful in daily activities from the major postures and actions to the minor ones? The answer Sayurichi gives was, the most common posture for the yogi to practice is sitting meditations. Most of the time, yogi feel very good. Both bodily and mind become calm and relaxed during sitting meditations. And because of that, the yogi would be able to observe the rising, falling of the abdomen through the breathing in and breathing out. And when the yogi would develop insight to understand the characteristic of the risings and falling, the yogi would understand that all these movement, vibration, or tension is the characteristic of the wind element in the body.
we as human being, we all know that we are be able to live or survive based on food. That is right. But another thing that we did not know that based on the teachings that we also survive because of all these sankhara or conditional phenomena. So what is this, or what are these phenomenal sankhara, phenomena? It is the change, the forever changing of all the conditional thing within this body, but bodies and mind. So when the yogi practicing vipassana meditations and observing the risings and falling of the abdomen, if your yogi be able to observe the risings from the beginning to the falling to the end, and again the falling from beginning to the end, the yogi will see that as the breathing in come in, the abdomen rises, and the breathing out, at the yogi breathes out, the abdomen falls. So with that, if the yogi would be able to sit and observe from the beginning to the end, continuously and ardently and wholeheartedly, the yogi would be able to discern the characteristics of each falling on each rising. So for example, they're sitting for 1 hour, and during that 1 hour, there is 60 minutes, and in 60 minutes is 60 seconds. So let's say if each risings and falling take 1 second, then within this 1 minute, the yogi would be able to see the one of the entire rising and entire falling for 60 times. And with that, the yogi would be able to see that everything is not continuous. It's actually many risings and many falling in this 1 minute that the yogi observing. And that is momentary concentrations or temporary concentrations. And breathing, when it's not enough that the yogi would be able to pay attention to the risings and falling, because our bodies is made of nama and rupa. Rupa is material and nama is the mind. So the breathing in and breathing out or risings, falling of the abdomen, that is the rupa in this body. So when the yogi be able to observe this breathing in and breathing out, that is only the observance of the rupa, how the rupa, the material works in this body. But the yogi also have to pay attention how the mind work. For the yogi to be able to know this is rising and this is falling, that is the work of the mind. The mind is knowing the object of rising, of falling, or whatever is happening in this body. So that is for sitting meditation, and that is one of the major posture that yogi would practice during meditations. But along with that, there's also walking meditations. And as Sayaji mentioned, that a walking meditation is also as important as sitting in meditations. If the yogi would be able to practice walking meditation well, the yogi can develop many benefits. So there are five major benefits for walking meditation. The first one is endurance. If the yogi would be able to practice walking meditation for an hour a day, or at least an hour during, according to the schedule, the yogi would be able to develop endurance during long journey. Secondly, is patience. As sitting meditations, all the other senses would be quiet down or shut down, and you can only observing the risings falling. However, when the yogi start doing walking meditation, there's many action that's involved in each walking step. So therefore, it require more energies, more effort, and more concentrations in order to follow each step as the yogi walk. So if the yogi be able to practice that, that would also increase or develop yogi patience during meditation. The third benefit is a better health and better digestive system. After eating, if the yogi practice meditation, that would help the yogi increase the digestive, help the digestive system works better. And when the food get digest well and the body was able to absorb all the nutrition that being digested by the food, by the immune digestive system, they will give the yogi a better health.
The fourth benefit is endurance. The fourth benefit, so I will repeat. The first benefit is endurance for long journey. The second one is patience during the practice. The third one is better digestion. The fourth one is better health. And the last one is develop better concentration. So like mentioned before, walking meditations require more effort, more patience, more concentrations, and more attention. So when the yogi would be able to develop concentration during walking meditation, that concentration would be very deep and very strong. And if the yogi be able to transfer or continue with that concentration into sitting meditation, that would be very good and very beneficial for the yogi practice. So Sayochi mentioned that walking meditation is also one of the major posture, a major action during meditation. So if the yogi would be able to practice sitting meditation as well as walking meditation, the yogi would progress very quickly and the concentration would be very good for the yogi to develop inside knowledge. And so that is two major postures during during meditations. And also there's also minor postures, like we cannot sit for the whole day or we cannot walk for the whole day. We have to go to the bathroom or drink waters and do other activities as the day goes on and so forth. So beside these two major postures, all these minor actions or minor postures that the yogi do during the day also have to be observed and noted with awareness. So let's say for drinking water, before drinking, the yogi should pay attention to the desire or the intention of drinking, and then the intentions of before lifting the cup, drinking the cup, and see how the water get into the body, so on and so forth. So if the yogi could carry out from be mindful and notice every action from major one to minor one during the day of the practice, that would be very good. And that's how the yogi should do in order to do the daily activities for while practicing Vipassana meditation. Again, Sayaji mentioned that our body, right now we are practicing Vipassana meditation and we're trying to pay attention to the body action. And again, this body is very unsatisfactory, not very beautiful. And this body is made of four major elements, which is earth, water, wind, and temperature. So if the yogi would be able to be mindful with this body, the yogi would see that whatever the characteristic of softness or hardness is a characteristic of the earth element. And when the yogi moves around and feel lightness or feel tensions or movements or vibration, that is the characteristic of the wind element. And when the yogi feel hot or cold or, you know, feel pleasant or not, these is the characters of temperatures of the fire element. So with that, even when the, when a yogi gets sick and go see the doctor, and the doctor, all they do is checking the working of these four elements. You know, when you go to the doctor, they will weigh you to see how much you weigh, and that is to tell you the mass, and that is the earth elements. And the doctor will see your pulse, if it's beating fast or slow, or the pressures of your blood and so on. That would be the characteristics of the wind element, and they would take your temperature to see if you are fevers or not fevered. And that's again the elements of fire, the characteristic of fire element. And all this, when they check to see if this body is working harmoniously or not, is checking and diagnose the characteristic of these four elements. And based on the questions Sayurji said, that when yogi see something and yogi say that they would feel depressed or sad or so on and so forth, Sayurji mentioned that one time King Milinda asked a venerable Nagasena about this. And Venerable Nagasena answered that
As long as you have mindfulness, mindfulness will take care and solve everything. So for a Bhutujana or an ordinary person, when we see something, we see with our naked eye, we see with our conventional eye, we don't see with our wisdom eye. So when we see something, then automatically that we get attached to that thing, we would get attached to and identify ourselves with certain attachment. So therefore we develop stress or depressed. And when a person stressed or depressed, they tend to sleep a lot because they think that, oh, when I sleep a lot or when I sleep, I don't have to interact with this. I don't have to see this. I don't have to hear this, so on and so forth. But that is not the way how to do it. As a person or as a yogi, when you practice vipassana or insight meditation, when the yogi develop insight knowledge, then yogi will be able to see things that they really are with the wisdom eyes. And with the wisdom eye, when yogi see something, mindfulness will separate the identifications of the self or ego to the things that really happening. So therefore, yogi will be able to discern what is really happening and see them as they clearly are. And when the mind discerns and see things that they clearly are, the mind are not attached to those things. And we will be able to let go. Therefore, there will no space for stress or depressed or any kind of defilement would be arise at that moment. So Sayaji urged that we try to practice vipassana so that we would be able to develop inside wisdom or the wisdom eye in order to see the Dharma and everything that they really are, so that we don't have to see things with our naked eye and be depressed. So and if yogi would be able to practice continuously and ardently and be mindful with every actions, majors or minor, the wisdom was developed and the yogi would be able to walk on the middle way like the Buddha teaching. So that was the end of the Dharma talk. Sayaji went on and led a little bit of sitting meditations. And that's all I have for today's translation. Thank you so much, everyone.